Hello mấy bạn, mình mới vừa đặt mua cái cây di chì dùng để vẽ tranh á, trông nó như là giấy. Không biết nó làm từ gì nhưng mà giống giấy lắm. Ba cây để mình test thử như thế nào. Cái này mà chi trên giấy thì nghe ngứa ngứa cái gì ấy, cứ nhột nhột. Thôi mình thử nha.
Cùng cũng đã xong. Mình chỉ là dân nghiệp dư thôi nha mấy bạn, nên là vẽ nó không được đẹp cho lắm. Với lại cũng là lần đầu tiên mình vẽ như thế này nữa. Khó trách nó không được mộng mơ như mình nghĩ. Thôi nhưng mà cũng tạm chấp nhận được. Bye bye mấy bạn.